À, thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 24 giờ TV Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay Nhận định bóng đá Hà Tĩnh và Quảng Ninh 18 giờ ngày 17 tháng 1 V-League 2021 quyết tâm 3 điểm Sau mùa giải 2020 thành công vượt bậc dù tham dự dưới tư cách là tân binh Sớm trụ hạng dù lọt vào nhóm tranh chức vô địch ở giai đoạn 2, Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư mạnh về nhân sự hướng đến mùa giải mới 2021. Đại diện miền Trung đã đưa về nhiều gương mặt đã thành danh với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại V-League như Trần Phi Sơn, Xuân Hùng, Quách Tân. Với những động thái này, tất nhiên mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không phải là trụ hạng thành công. Chiều nay, Trần Phi Sơn trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng quê hương sẽ ra mắt cổ động viên trong vai trò thủ quân và hẳn là anh rất muốn đóng góp vào thắng lợi của Hà Tĩnh. Bên cạnh yếu tố sân nhà thì Hà Tĩnh chỉ phải gặp Quảng Ninh, đội bóng đã trải qua quá nhiều biến động về mặt lực lượng trước mùa giải. Huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng cùng hàng loạt cầu thủ chất lượng đã dứt áo ra đi. Hơn nữa, chất lượng ngoại binh của Quảng Ninh dường như cũng giảm sút đáng kể. Những Gustavo, Edison hay da Silva đều đã cho thấy họ chỉ là cầu thủ dạng trung bình, khó đủ sức gánh vác nhiệm vụ nặng nề ở các tuyến cho Quảng Ninh. Nên nhớ là những mùa trước, dàn ngoại binh luôn đóng vai trò lớn trong thành công của đội bóng này. Nhìn chung giới chuyên môn đang rất lo ngại cho Quảng Ninh sau cuộc bể dâu vừa qua mà có lúc tưởng đội bóng đất mỏ không thể tiếp tục tham dự V-League. Trận đấu này cũng sẽ chứng kiến màn hội ngộ giữa những người bạn cũ khi dàn tân binh của Hà Tĩnh, Xuân Hùng, Quách Tân Claudeser, Nhật Minh mùa trước còn công hiến cho Quảng Ninh, đó là thách thức và cũng là động lực để họ chứng tỏ mình. Khai màn V-League 2021, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết có điểm trước Than Quảng Ninh. Quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách Quảng Ninh trong trận khai màn V-League 2021 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 1 tới, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một cuộc trình diễn hấp dẫn. Theo kế hoạch sau lễ xuất quân diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Than Quảng Ninh trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới trên sân nhà vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 1. Chủ tịch câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một mùa giải thành công vượt ngoài mong đợi khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất V-League 2020. Ngay sau khi V-League 2020 kết thúc, nhận được sự quan tâm đồng hành của nhà tài trợ, câu lạc bộ đã tiến hành thanh lý những cầu thủ hết hợp đồng, chiêu mộ 8 đội binh và 3 ngoại binh với quyết tâm cải thiện thứ hạng ở mùa giải mới. Cùng với công tác củng cố nhân sự, ban huấn luyện đội bóng đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện, tổ chức nhiều đợt tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội bóng V-League nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và hoàn thiện đội hình chiến thuật. Thời gian tập huấn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu giao hữu 5 trận, thắng 1, hòa 2 và thua 2. Đến nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức chốt danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho giải Cúp Quốc gia và V-League 2021. Sự có mặt của các cầu thủ con em Hà Tĩnh như là Phi Sơn trọng sáng và hai cầu thủ trẻ là Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thắng được coi là luồng gió mới trong đội hình năm nay. Ngoài những cầu thủ trụ cột của đội hình cũ, sức mạnh mới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay còn được tăng cường bằng một loạt bản hợp đồng nội chất lượng như là Trương Trọng Sáng của Hoàng Anh Gia Lai, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng và Đào Nhật Minh của Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Phạm Minh Đức còn đón nhận sự trở lại của Nguyễn Văn Đạt và Dương Tùng Lâm sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Đặc biệt để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới 2021, câu lạc bộ đã ký hợp đồng với ba ngoại binh được cho là khá chất lượng, trong đó trung vệ Kelly Kester và tiền đạo Claudeser đã ổn định tập luyện cùng đồng đội trong suốt thời gian qua. Tiền đạo Ismahin Akinade đến từ SHB Đà Nẵng vừa kết thúc đợt nghỉ phép tại quê nhà, được câu lạc bộ hỗ trợ nhập cảnh, đã hoàn thành thủ tục cách ly phòng dịch theo quy định và chiều ngày 12 tháng 1 cũng đã có mặt tập luyện cùng đồng đội. Với sự chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ quyết tâm tận dụng cơ hội và lợi thế sân nhà để giành chiến thắng ngay trong trận đầu tiên ra quân gặp Than Quảng Ninh. Đối với Than Quảng Ninh, mặc dù có sự xáo trộn về nhân sự, nhưng bộ khung chủ lực vẫn còn đó Tiến Duy, Văn Khoa, Thế Mạnh. Hàng thủ gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến V-League cùng với cựu tuyển thủ quốc gia Thanh Hiền, Văn Hậu, đội từ Đồng Tháp, Duy Khánh của Quảng Nam cũng giúp cổ động viên Than Quảng Ninh an tâm. Ở tuyến giữa cũng có một số gương mặt dày dặn kinh nghiệm như là Nguyên Sa, Xuân Tú trở về từ Hải Phòng FC. Đặc biệt những trụ cột dày dặn kinh nghiệm như Mạc Hồng Quân, Hải Huy và Hai Long được xem là những ngòi nổ sẵn sàng gây nguy hiểm trong những tình huống tấn công. Nhận định về trận đấu, huấn luyện viên bóng đá phong trào thành phố Hà Tĩnh Hồ Bá Phúc cho rằng huấn luyện viên Minh Đức sẽ có đấu pháp phù hợp để các cầu thủ thi đấu thăng hoa hướng đến chiến thắng thuyết phục trước Than Quảng Ninh ngay trong trận đấu ra quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin bóng đá tiếp theo.